Trần Khánh Dư, võ tướng lắm tài nhiều tật. Các bạn thân mến, thời nhà Trần là một trong những thời kỳ có nhiều vị tướng tài giỏi nhất khi 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên. Trong đó, võ tướng Trần Khánh Dư đã có những đóng góp nổi bật. Ông đã tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn năm 1288 và tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312. Thế nhưng, bên cạnh những công lao tài năng thì võ tướng Trần Khánh Dư cũng có không ít điểm để các sử gia chê bai. Ông bị phê phán là người có tính tham lam, thô bỉ. Điều này thể hiện qua câu nói, tướng là chim ưng, dân lính là vịt. Dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ? Vậy, võ tướng Trần Khánh Dư lắm tài nhiều tật như thế nào? Mời các bạn cùng chân dung lịch sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Một, người được vua Trần Thánh Tông nhận làm thiên tử Nghĩa Nam và những chiến công hiển hách. Võ tướng Trần Khánh Dư sinh ra và lớn lên ở Chí Linh, Hải Dương. Cha là Thượng tướng Nhân Huệ Hầu Trần Phó Duyệt. Tương truyền lại thì mẹ của ông là Trần Thái Anh. Có rất ít chuyện ghi chép về ông khi thiếu thời. Vào năm 1258, khi quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, ông đã trực tiếp cầm quân ra trận và lập công lớn khi đánh bại một cánh quân của giặc. Ông đã đánh úp quân giặc nhân lúc chúng sơ hở. Chi tiết này được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau. Năm Nhâm Ngọ, lần trước, quân Nguyên vào cướp, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư nhân sơ hở đánh úp quân giặc. Thượng Hoàng khen ông có chí lược, lập làm Thiên Tử Nghĩa Nam. Thiên Tử Nghĩa Nam có nghĩa là con nuôi của vua. Đồng thời ông được ban đặc ân, được tự do ra vào nơi cung cấm. Tiếp đó, ông đánh người Man ở vùng núi, thắng lớn, được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Đây là tước vị không phải là hoàng tử thì không được phong. Nhưng vì Khánh Dư là Thiên Tử Nghĩa Nam cho nên mới được phong. Tuy nhiên, về vấn đề vị hoàng đế nhà Trần nào là người nhận Trần Khánh Dư làm con nuôi, đến nay vẫn còn có nhiều điểm nghi hoặc. Theo sử ký thì ghi là vua Trần Nhân Tông, nên Thượng Hoàng có lẽ là Trần Thánh Tông. Tuy nhiên nhìn lại vào thời gian đó, nếu xét Trần Khánh Dư vào lúc người Nguyên vào cướp đã có quân công, thì phải là thời điểm năm 1257 khi Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân vào. Vậy khi ấy, đủ trưởng thành, lập quân công, ông ít nhất phải bằng tuổi Trần Thánh Tông, tức 18 tuổi. Vậy thì người nhận ông làm con là Trần Thái Tông mới phải. Tuy nhiên, nếu trường hợp Trần Khánh Dư mà bằng tuổi Trần Thánh Tông, tức là sinh năm 1240, thì đối chiếu năm mất 1340, không lẽ ông sống đến gần 100 tuổi? Một tuổi thọ hơi khó tin ở thời kỳ phong kiến. Cho nên, việc Trần Khánh Dư được vị hoàng đế nhà Trần nào nhận làm Nghĩa Nam thì đến bây giờ vẫn chưa có được một kết luận chính xác. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2, vào tháng 10 năm 1282, khi nhà Trần tổ chức hội nghị Bình Than, vua Trần Nhân Tông gặp Khánh Dư. Lúc này ông đang ở quê nhà và là một người bán than vì phải chịu phạt do tội thông dâm với công chúa. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư kể lại thì khi đó, thuyền của vua đỗ ở bến Bình Than thì bắt gặp một thuyền lớn chở than củi. Người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn. Nhà vua nhận ra là Trần Khánh Dư đã cho thuyền đuổi theo. Khi quân gọi, ông lái ơi, có lệnh vua gọi. Trần Khánh Dư trả lời, lão là người buôn bán, có việc gì mà vua gọi. Thấy vậy, quân lính về báo vua. Vua biết chắc chắn đây là Trần Khánh Dư, bởi người thường sẽ không ai dám trả lời như vậy, liền sai người đi gọi. Khánh Dư đến gặp vua, vua đã xuống chiếu tha tội cho ông, đồng thời ban áo ngự, cho ngồi ở hàng dưới các vương, hàng trên công hầu. Trần Khánh Dư tiếp tục tham gia bàn việc nước, nhiều điều hợp ý vua. Năm 1287, kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 diễn ra. Thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương đã giao hết công việc biên thủy cho phó tướng Trần Khánh Dư. Nhưng lần này, Khánh Dư để thất thủ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hay tin liền sai trung sứ đến giải về kinh. Khánh Dư nói với trung sứ rằng, lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất vài ba ngày để tôi mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn. Vậy là những ngày hôm sau, do Khánh Dư biết thủy quân của giặc đã qua, thuyền vận tải lương thực chắc chắn theo sau nên thu thập tàn quân đợi chúng. Ông đã cho quân chờ khi thuyền vận tải lương thực đến thì mới đánh. Kết thúc trận đánh, đội quân Dông chỉ huy đã thu được rất nhiều quân lương, khí giới, bắt tù binh của giặc. Vua nhận thấy vai trò của lương thảo và khí giới đối với quân Mông Nguyên rất quan trọng, mà nay lại bị quân Đại Việt thu giữ nên đây cũng được coi là công lao lớn. Chính vì thế vua tha tội cũ cho Trần Khánh Dư,
đồng thời thả tù binh về doanh trại quân Nguyên Mông để báo tin, buộc quân giặc phải rút lui. Tướng Trần Khánh Dư đã sống và làm quan dưới các triều vua Trần và trong triều đình. Ông được nắm giữ các vị trí quan trọng. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và cả Việt Sử Tiêu Án đều có ghi rằng, Nhân Huệ Vương đã nắm giữ nhiều chức vụ trọng yếu trong triều đình như phó đô tướng quân, phiêu kỵ đại tướng quân, trật hầu, tử phục thượng vị hầu, quyền chức phán thủ. Tướng Trần Khánh Dư không chỉ là một võ tướng tài ba, mà còn là người tinh thông văn chương. Điều này thể hiện qua lời tựa viết đầu cuốn sách dạy về phép đánh trận của Trần Hưng Đạo. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận. Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh. Người giỏi đánh thì không thua. Người giỏi thua thì không chết. 2. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mắc tội thông dâm với công chúa. Như đã nói ở trên thì tướng Trần Khánh Dư là người có tài mưu lược, dùng binh, uyên thâm văn sử, song cũng là người có nhiều tật. Trong đó không thể không nhắc đến tội thông dâm với công chúa. Chính vì được vua ban cho đặc quyền được phép đi lại tự do trong cung cấm, nên duyên trời định, ông đã gặp công chúa Thiên Thụy, tên thật là Quỳnh Trân. Nàng chính là chị ruột của vua Trần Nhân Tông sau này. Công chúa Thiên Thụy là người con gái xinh đẹp và hiền dịu, lại rất được vua cha yêu quý. Hai người cũng không biết từ bao giờ có tình cảm với nhau, họ phải lòng và yêu nhau say đắm. Thế nhưng con trai của Hưng Đạo Vương cũng lại đem lòng si mê nàng công chúa này. Vua cha đã ban lệnh hôn ước nàng cho con trai của Hưng Đạo Vương. Lệnh vua cha khó trái, công chúa Quỳnh Trân trở thành vợ của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn. Bấy giờ, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn có công đánh giặc nên rất có uy thế. Chính vì vậy, Thượng Hoàng mới chỉ hôn Thiên Thụy công chúa cho. Nhưng người ta nói cũng đúng, tình cũ không rủ cũng tới. Sau khi công chúa trở thành vợ của Trần Quốc Nghiễn, hai người ra vẫn còn tình cảm nên thường lén lút gặp nhau. Rồi cái kim trong bọc mãi cũng phải lòi ra. Mối quan hệ bất chính giữa hai người bị phát giác. Khi biết chuyện, cha con Hưng Đạo Vương vô cùng tức giận. Bấy giờ vua Trần Nhân Tông đã lên nối ngôi vua cha. Ông biết sẽ phải cho Hưng Đạo Vương một câu trả lời thích đáng. Thế nhưng công chúa lại là chị của ông. Vua rơi vào tình thế khó xử. Nếu vua không xử Trần Khánh Dư tội chết thì luật pháp không nghiêm. Và hơn nữa lại gây ra nỗi hận thù cho Trần Quốc Nghiễn. Nhưng vì thương chị lại không muốn mất đi một vị tướng tài như Trần Khánh Dư, nên vua Trần Nhân Tông đã nghĩ ra một kế. Vua đã hạ lệnh đánh chết Khánh Dư vì tội thông dâm, nhưng lại ngầm sắp xếp hạ thủ lưu tình. Cụ thể, Trần Khánh Dư bị hạ lệnh dùng cực hình, phạt Khánh Dư 100 trượng đánh tại Hồ Tây. Theo luật bấy giờ, ai mà bị đánh 100 roi không chết thì nghĩa là thiên mệnh, ý trời cho sống. Vua đã bí mật sắp xếp quan sai nhà đánh trúc gậy xuống. Cách đánh này sẽ khiến Khánh Dư đau, nhưng không chết. Việc làm này sẽ cho mọi người công nhận ông sống là do thiên mệnh soi sáng. Vì lý do này, Trần Khánh Dư đã giữ được mạng, nhưng phải lui về Chí Linh, thái ấp của phụ thân. Đồng thời, vua xuống chiếu đoạt hết quan tước, tịch thu tài sản của tướng Trần Khánh Dư. Ngày ngày ông đội nón lá đi bán than. Còn về phía công chúa Quỳnh Trân thì bị trả về sống tại cung riêng. Đến năm 1282, Đại Việt đứng trước nguy cơ bước vào cuộc chiến tranh Nguyên Mông lần thứ hai. Vua đã cho Trần Khánh Dư được phục chức. Ông và công chúa Thiên Thụy lại được gặp nhau và hai người lại tiếp tục có quan hệ bất chính. Thấy vậy, vua Trần Nhân Tông đành phải lệnh cho Thiên Thụy xuất gia về một vùng quê hẻo lánh. Nhà vua thực sự đã không còn cách nào khác. Sau này, công chúa Thiên Thụy được chọn để dâng cho Thoát Hoan cầu hòa, mục đích để hoãn binh vào năm 1285. Thế nhưng công chúa nhất quyết không chịu, nên vua đành phải để chị ở chốn tu hành. Cũng từ đó, công chúa Thiên Thụy một lòng quy Phật và mối tình giữa nàng và vị tướng tài ba Trần Khánh Dư cũng dang dở từ đó. 3. Lợi dụng chức quyền để buôn bán. Điều này được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau. Trần Khánh Dư được giao trấn giữ Vân Đồn. Người dân ở đó lấy buôn bán làm kế sinh nhai. Mọi thức ăn uống, may mặc dựa vào khách buôn phương Bắc. Quần áo, đồ dùng đều theo tục của người Bắc. Khánh Dư thấy vậy đã ra lệnh. Quân trấn giữ Vân Đồn để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của phương Bắc. Sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, phải đội nón ma lôi. Ai trái tất phải phạt. Thực chất là phía sau, ông đã ngấm ngầm sai người nhà mua nón ma lôi. Thuyền chở cũng đã về đến cảng. Sau khi lệnh ban ra, ông cho người phao tin đến dân là hôm qua thấy trước vùng biển có thuyền chở nón ma lôi đến đậu. Thế vậy mọi người tranh nhau mua nón.
Lúc đầu mua nón không tới một tiền, nhưng sau một chiếc nón đổi một tấm vải. Số vải thu được sau khi bán nón tới hàng nghìn tấm. Chính vì thế bấy giờ có câu thơ: Vân đồn kê khuyển diệt giai kinh, tức là vân đồn gà chó hết thảy đều kinh sợ. Thực chất đây là câu nói châm biếm Khánh Dư lợi dụng chức quyền. Trong sách Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục cũng nhận xét về Trần Khánh Dư là người có công lao đánh quân Nguyên Mông, nhưng lại có tính tham lam. Phàm giữ chức trấn thủ ở nơi nào, người trong hạt đều oán ghét. Thậm chí Trần Khánh Dư còn nói: Tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì lạ? Các nhà sử học hiện đại như Nguyễn Khắc Thuần có bàn trong Việt Sử Giai Thoại như sau: Biết được tài của Khánh Dư là vua Trần, mà biết được tật của Khánh Dư có lẽ cũng chỉ có vua Trần. Tài thì dùng, tật thì trị. Tiếc thay, Khánh Dư chẳng bỏ được lỗi lầm. Hóa ra khai sinh danh tướng Trần Khánh Dư là vua Trần, còn khai tử uy danh Trần Khánh Dư lại chính là Trần Khánh Dư. Vậy là Trần Khánh Dư là người không mấy được lòng các quan lại cùng thời, còn hậu thế biết đến ông là kẻ đa tài nhưng lắm tật. Năm 1340, Trần Khánh Dư mất. Ngày nay, ở Bến Đình thuộc xã Quan Lạn, người dân cũng vẫn tổ chức lễ hội Quan Lạn nhằm kỷ niệm chiến thắng Vân Đồn của Trần Khánh Dư. Các bạn vừa theo dõi Trần Khánh Dư, võ tướng lắm tài nhiều tật. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.